Rất cảm ơn sự trở lại của quý khán thính giả để tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay, thứ hai đầu tuần, thưa quý vị. Quý vị nào mà chưa có sip một chút cà phê hay là trà này, Mai Tuấn trước khi mời Khải Đào để đi tiếp câu chuyện này, quý vị sip một chút đi. Chúng tôi ước cao cũng có được một chút trà hay cà phê ở đây, nhưng mà hiện giờ là không có, mà chắc chắn là sau giờ này chúng tôi sẽ bắt đầu. Mời Khải Đào với lại có cái gì kế tiếp nào? Dạ vâng, cảm ơn anh Mai Tuấn. Kính thưa quý vị, thì Khải chỉ xin thông báo một cái tin buồn là theo một cái người chiến hữu, đồng chí, người bạn tranh đấu của luật sư Nguyễn Văn Đài, thì họ thông báo là chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin thân phụ của luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền, hiện đang bị cầm tù, là cụ ông Nguyễn Văn Cấp, sinh năm 1937, trú tại phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã từ trần vào hồi 19:30, tức là 7 giờ tối ngày 20 tháng 7 năm 2017, tức là ngày 27 tháng 6 âm lịch, hưởng thọ 80 tuổi. Dạ vâng, thì họ có thông báo lễ viếng, nhưng mà chúng tôi chỉ thay mặt cho tất cả những anh em đang, tức là cũng từng một thời cộng tác với luật sư Nguyễn Văn Đài, hoặc là ủng hộ ông đấu tranh đòi nhân quyền và tự do cho Việt Nam, xin thành kính phân yêu. Vâng, đó cũng là một cái tin buồn cho một thân phụ, phải không ạ? Dạ vâng. Của một nhà tranh đấu, tức là luật sư Nguyễn Văn Đài. Đã nói luật sư Nguyễn Văn Đài thì chúng ta đều biết rõ. Dạ. Và chắc chắn là quý vị cũng như chúng tôi, ai nấy chúng ta đều muốn cho Việt Nam có được một cái cuộc sống dân chủ và tự do. Có như vậy thì mới tiến được. Dạ. Chứ nếu mà bây giờ mình chỉ có một mình độc tôn, mình cái gì mình cũng nhất và không nghe ai nói mình sai, thì không thể tiến được. Dạ, vâng. Dạ. Và phải nói rằng thì Hoa Kỳ là quốc gia, chúng tôi không nói là siêu dân chủ, nhưng mà là cái quốc gia, có thể nói là quốc gia khởi đầu đấy. Dạ. Quốc gia khởi đầu về cái đời sống dân chủ, bởi vì ngay từ khi mà tổng thống đầu tiên của chúng ta là ông George Washington. Yeah. Đã có 13 cái tiểu bang để lập nên cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Nói về vấn đề dân chủ của Việt Nam thì hiện nay theo như nhân cái này thì Khải Đào nghĩ thế nào về một số các nhà đang tranh đấu, mà đặc biệt là đối với cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cũ nhưng mà vẫn mới đối với chúng ta, có phải không? Cũ chúng ta nghe rồi ấy, biết là cô bị kết án như vậy, nhưng mà trong cái thời gian này thì như hôm nào Đài nói được, xin lỗi các Khải nói được, thì chính thức để mà thụ án 10 năm thì chưa có chính thức, có thể là sẽ được giảm với hình thức nào đó. Dạ vâng, tức là đối với trình tự pháp lý của Việt Nam thì họ vẫn phải là có cái án phúc thẩm ạ. Có nghĩa là đương nhiên là nếu nó là bị kết án tù 10 năm, nhưng mà trên tinh thần giống như bên Mỹ, đúng không ạ? Tức là khi mà chưa bị tuyên án phúc thẩm thì vẫn còn là vô tội. Dạ, có nghĩa là đang trong thời gian kháng án. Dạ. Vâng, cảm ơn Nguyễn Khải Đào với cái câu trả lời kháng án. Dạ. Để lâu khác chúng ta nói tiếp. Dạ. Mai Tuấn xin gửi đến quý vị một cái tin này thì có liên quan đến Tổng thống Donald Trump, hay nói một cái khác là đến nước Hoa Kỳ của chúng ta đó. Dạ. Đó là cái tin nói về ông Putin. Dạ. Vừa ký một cái sắc lệnh. Cái sắc lệnh này gọi là sắc lệnh hải quân. Để làm gì thưa quý vị? Để đối đầu với sức ép của Hoa Kỳ. Yeah. Mới nha Khải nha, chứ không phải là lâu. Yeah. Ông Putin đã vừa ký sắc lệnh về những luật cơ bản của chính sách quốc gia của Nga trong lĩnh vực hoạt động hải quân giai đoạn từ nay cho đến năm 2030, tức là còn những 13 năm nữa. Theo cái sắc lệnh này được ký cách đây 2 ngày, thì cái kênh truyền hình, nói đúng hơn là cái hệ thống truyền hình chính thức của Nga mà được chính phủ giao cái nhiệm vụ đó, đã nói rằng họ sẽ cố gắng thực hiện cái chính sách này một cách rất là đến nơi đến chốn trong lĩnh vực này, đúng với thời hạn nêu trên, tức là từ nay đến năm 2030. Và cái văn kiện mà ông Putin ký thì đã đề cập đến nhiều nguy cơ, nói rõ như vậy, nhiều nguy cơ và nhiều thách thức đối với an ninh quốc gia của Nga, đồng thời khẳng định Hải quân Nga cần tăng cường hiện diện trên đại dương thế giới. Rõ rệt không thưa quý vị? Và theo đó thì một loạt các nước, và họ nêu tên rất rõ là Hoa Kỳ, cũng như các đồng minh của Hoa Kỳ, luôn luôn và lúc nào cũng có tham vọng chống trị đại dương của thế giới, trong đó có cả Bắc Cực. Chúng ta biết là Nga thì cái về Bắc Cực họ có một cái phần đất rất là rộng, nhưng mà Nga muốn hoàn toàn chiếm cả Bắc Cực, mà bây giờ nói rõ là
cái động cơ của Hải quân Hoa Kỳ là muốn thống lãnh Bắc Cực nữa. Thưa quý khán thính giả, với cái sắc lệnh mà chúng tôi vừa gửi tới quý vị đây, thì quý vị nghĩ sao về cái sự cố gắng của bên ông Putin cũng như của Tổng thống Trump cố gắng để hàn gắn lại với nhau, vì cho rằng đây là cái thời điểm có thể nói là lạnh nhạt và bậc nhất từ thời đệ nhị thế chiến, từ thời chiến tranh lạnh đến cho đến bây giờ, sau thời Tổng thống George W. Bush và cựu Tổng thống Barack Obama. Thì hy vọng là Tổng thống Donald Trump sẽ làm được một cái gì đó ít nhất. Và chúng ta thấy rõ trong từ khi tranh cử cho đến bây giờ thì Tổng thống Donald Trump đều muốn cái chuyện này nó thành sự thật. Và sau bây giờ ông Putin lại đưa ra cái sắc lệnh này nói rõ đến Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ. Thì như vậy có nghĩa là, Mai Tuấn chỉ đặt câu hỏi thôi và Clarence sẽ nhờ Khải Đào, có nghĩa là hai bên chắc chắn là đã có điều gì đó sứt mẻ, canh không lành, cơm không lành, canh không ngọt hay sao mà ông Putin đưa cái sắc lệnh của Nga ra một cách mạnh mẽ và thành công. Và nhất là trong cái tuần vừa qua về phương diện ngoại giao đó, Khải Đào anh em chúng mình đã nói qua đến ông Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov đã tuyên bố một cái câu thẳng thừng và gần như là hơn đá nước lạnh vỗ vào mặt của Hoa Kỳ. Tức là nói là nếu mà quý vị không trả chúng tôi lại hai cái tòa nhà mà quý vị đã gần như là cướp cạn ban ngày đó, thì kể như là quý vị đã cướp cạn ban ngày hai cái tòa nhà đó, thì Khải Đào nghĩ sao? Dạ vâng, thưa anh Mai Tuấn và kính thưa quý vị, trước khi đi đến những cái thuyết âm mưu thì cho phép Khải nêu ra một số những cái tạm gọi là facts, tức là những cái dữ kiện, dạ dữ kiện hoặc là sự thật. Thì nếu mà nói đến những cái sự căng thẳng gần đây thì Khải thấy là trên mạng, trên thông tin cũng có nói là bây giờ Nga đang cáo buộc công ty Exxon mà đã cáo buộc rồi. Dạ. À chưa. Dạ. Mình nói về phía Hoa Kỳ thì đã phạt công ty Exxon 2 triệu. Dạ. Vì là... vì trong cái thời gian vi phạm luật trừng phạt Nga, nhưng mà xin lỗi Khải Đào nói về chuyện Nga thì rồi như anh Mai Tuấn có trình bày cũng thôi, về Nga là một trong những cái quốc gia mà gần như mà thời gian trước đây mấy năm là vươn dậy, vực dậy mà trở thành một cái cường quốc về kinh tế được là nhờ dầu mỏ, đúng không ạ? Về nhờ năng lượng dầu khí. Tức là nghe nói là khí đốt ở châu Âu là gần như là dùng của Nga. Dạ vâng, là phải nhất là các quốc gia Đông Âu. Dạ, lệ thuộc vào Nga. Thì kính thưa quý vị, khi mà nói đến Bắc Cực, tức là theo Khải nhớ lại đó, tại vì những cái thông tin này thì Khải theo dõi lâu lắm rồi. Tức là khi xưa, phải không ạ, nhân loại chưa có cái khả năng để khai thác hoặc là làm chủ cái những cái Bắc Cực, là tại vì cái vấn đề là ở đó là lạnh quá. Dạ, khoa học kỹ thuật chưa có cái khả năng, đúng không ạ, để mà khai thác hay là hoạt động ở đó. Nhưng mà gần đây thì quý vị biết rồi, khoa học quá tiến bộ, thành ra những cái cường quốc như là Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, châu Âu, đúng không ạ, họ bắt đầu họ dòm ngó và đưa đến những cái sự tranh chấp về biên giới, về lãnh hải, là cái quyền độc quyền khai thác cái gì đó, phải không ạ? Dạ. Thì như chúng ta biết, cái trữ lượng về dầu khí, tức là những cái nguồn cung cấp năng lượng ở Bắc Cực thì nó bao la vô tận, tại vì chưa bao giờ ai mà khai có thác. Có ai khai? Dạ. Nga thì đã bắt đầu. Dạ đó, tức là họ chỉ ở ven thôi, trong cái phạm vi lãnh thổ của họ thôi. Còn bây giờ chưa ai dám nói là cắm cờ làm chủ quyền trên vùng đó hết, thành ra đó là bây giờ cái vấn đề phải tranh chấp. Nhưng mà kính thưa quý vị, ngoài cái vấn đề dầu khí, có một cái chuyện Khải nói dẫn cho vui thôi. Tức là nhiều người không để ý thêm một cái nguồn nữa, nó gọi là commodity, tức là nguyên vật liệu nữa, mà ít ai để ý. Như quý vị thấy là trong tuần rồi có cái nguồn tin nói là ở Nam Cực có một cái tảng băng, tảng đằng nó tách ra. Nó bị tách ra, mà theo thống kê thì nó có khoảng 1.000 tỷ mét khối dầu băng. Ở bên khối băng của cái tảng đó, iceberg. Nhưng mà nếu mà nói ra theo Khải hiểu, nếu mà quý vị nhớ, chúng ta vô chợ Walmart hay chợ nào, đôi khi chúng ta thấy có những cái bịch đá mà trong đó đề là nước nguyên chất từ Alaska hay từ đâu đó. Có nghĩa là thưa anh, những cái khối đá như vậy đó là khối đá nguyên thủy bao nhiêu ngàn năm nay rồi, lúc đó nó chưa có bị ô nhiễm môi trường, chưa có bị gì hết. Mà nếu chúng ta thử tưởng tượng 1.000 tỷ khối mét khối đá như vậy mà họ đem ra để họ khai thác trở thành đá thôi thì cũng là tiền rồi. Tại vì trong tương lai, kính thưa quý vị, nhân loại sẽ phải đối diện với vấn đề khan hiếm nước uống anh. Giống như là như quý vị thấy những cái quốc gia ở Phi Châu, ở Trung Đông,
từ từ có những cái nguồn cung cấp nước nó bị khô cạn, nó bị hạn hán, thành ra cái vấn đề cung cấp nước không là cả một, nhiều khi đến có lúc nước nó sẽ mắc ngang với dầu nữa. Thành ra đó là một trong những cái mà người ta nhìn thấy xa hơn, người ta tính toán được, có nghĩa là ai làm chủ những cái khối băng đá, khối băng nó có những cái cả ngàn tỷ tấn như vậy, kính thưa quý vị. Thì trở lại vấn đề mà hồi nãy anh Mai Tuấn hỏi Khải, quý vị còn nhớ là như, giống như anh Mai Tuấn đã từng đọc những bản tin là khi mà tranh cử cho đến lúc mà gặp Tổng thống Putin ở cái hội nghị thượng đỉnh G20 thì Tổng thống Donald Trump lúc nào cũng có vẻ thân thiện, phải không ạ? Mà dạ, muốn làm cái hòa cho nó, nối kết lại cho nó nhẹ nhàng. Dạ đó, tức là giữ cái hòa khí hoặc là cho cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng mà gần đây cho Khải đưa ra một cái thuyết âm mưu, hồi nãy Khải có nói sơ với anh Mai Tuấn, kính thưa quý vị. Thì như chúng tôi trình bày, nếu mà nói đến chuyện thay ngựa giữa đường là phải có cái suy nghĩ là cái bàn tay lông lá, đúng không ạ? Mà bàn tay lông lá đó, như quý vị thấy, những người như là ông Oliver Stone mà đã mới phỏng vấn Tổng thống Putin đó, ông ta đưa ra cái thuyết là chính CIA là cái tổ chức đã tổ chức dàn xếp, sắp xếp để mà ám sát Tổng thống JFK và Kennedy. Thì kính thưa quý vị, bây giờ không nói về những cái thuyết âm mưu, chúng ta ai cũng biết là bây giờ những cơ quan tình báo an ninh của Hoa Kỳ là họ đã có trong tay cái chứng cứ, họ biết là Nga can thiệp vào nội tình của Hoa Kỳ cả năm trước khi ngày bầu cử. Mà tại sao họ im lặng? Rồi chúng ta thấy trong những tháng vừa qua, khi mà những cái người binh vực cho Tổng thống Donald Trump, đúng không ạ, thì vẫn vô tư nghĩ rằng là ồ, phe dân chủ là họ chỉ bịa chuyện để họ phá, tức là họ thua và thất cử, họ tức, họ tìm cách họ bôi nhọ Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà kính thưa quý vị, bây giờ ai cũng biết là những cái thông tin đó bị rò rỉ là từ những cái cơ quan an ninh tình báo, thì rõ ràng trong đó có CIA. Thành ra chúng tôi nghĩ đây, nếu mà có một cái thuyết cho rằng là những cơ quan tình báo an ninh Hoa Kỳ họ biết trước cả năm, nhưng mà họ tương kế tự kế, họ vẫn để cho cái sự việc nó diễn ra cho đến lúc phải thực sự đưa ra công chúng. Thì có thể Tổng thống Donald Trump lên làm Tổng thống là Hoa Kỳ đạt được một số những cái công việc gì đó mà họ cần có những người như Tổng thống Donald Trump để thực hiện những cái cam kết hoặc là những cái quyết định đó. Thì để bây giờ đến lúc mà cần, không còn cần ông trong cái vai trò Tổng thống nữa, thì họ sẵn sàng đưa ra những cái thông tin này để có thể là đi đến cái kết cuộc là ông phải từ chức hoặc là ông bị ý của Khải Đào nói là như vậy, tức là do bàn tay của thuyết âm mưu. Dạ vâng, có khả năng như vậy. Có khả năng như vậy cũng là những gì mà có thể làm cho quý khán giả, cũng ngay cả cá nhân của Mai Tuấn suy nghĩ thêm. Chúng ta nghe đến rất nhiều về thuyết âm mưu, cũng như là có, tiếng Anh có thể dùng như là black power, người ta nói thế. Dạ, cũng là một loại quyền lực đen, có dạ, phải không, ẩn giấu đâu đó. Ngay cả những chuyện, xin lỗi, chúng ta trở lại cái chuyện của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, nói là gần có thể là dùng cái tiếng bức tử là đúng đấy, thì cũng là do cái gì đó. Nhưng mà anh Mai Tuấn thấy khi xưa chúng ta chỉ nghi ngờ thôi, nhưng mà sau này khi mà sự kiện được bạch hóa mấy chục năm sau, đúng không ạ, thì chúng ta thấy nó không phải là cái thuyết nữa, mà rõ ràng là có những cái người đằng sau và đứng ra để mà tổ chức những cái cuộc lật đổ. Cảm ơn Khải Đào, và mời quý khán giả trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại.